Chào mọi người đã đến kênh Chai Chai Miền Tây nha. Hôm nay là ngày 21 tháng 12 2023 ha. Chai Chai Miền Tây tiếp tục giao lưu lịch sử nha mọi người. Số máy chốt hàng của Chai Miền Tây là 0948851135 nha. Khách mới cọc 200.000 và đơn 500.000 trở lên thì Chai Miền Tây sẽ bao ship. Mọi người yêu thích cái món đồ xưa nào thì trực tiếp liên hệ qua số điện thoại đó nha. Chứ đừng có nhắn tin bên YouTube, không khó không coi được nha mọi người. Và tôi xin giao lưu cho mã số 1 là một cái nệm lông ẩn tàu chuẩn cổ nha. Chiều cao của nó là 16 cm. Tình trạng của nó đây, từ khúc này nè, khúc này trở lên nó có sữa nha, khúc này trở lên nó có sữa. Một cái nằm tàu chuẩn cổ lông ẩn, mã số 1 này em giao lưu với giá là 1.1 triệu nha, 1.1 triệu cho mã số 1. Mã số 2, một cái khai đường kính của nó là 24 cm. Cái này bỏ em ta chốt rồi mà để cọc hoài không mấy cái cọc trên đây bán nha. Đây, xả ra bán lại đây, vẫy nhẹ men một chút xíu cái này thôi. Bách qua rất là già đồ nha mọi người, cái này nó bị khờ men một điểm cái này nữa. Bách qua biên hòa xưa, khai nước, khai này tình trạng rất là tốt. Khai mã số 2 này em giao luôn với giá là 1 triệu, 1 triệu cho khai nước mã số 2 biên hòa. Khai biên hòa mã số 3, đây em có hai cái nắp nhạo này, một cái nắp nhạo rất đẹp mọi người, nhưng mà nó có một cái đường tóc rất là nhỏ nha, rất là mờ chút xíu cái này nè. Nắp nhạo sơn thủy, cái này cũng một cái nắp nhạo sơn thủy luôn của cái bình trà Nhật. Hai cái nắp nhạo là tôi nói tốt nha, em giao lưu với giá là 300.000 cho hai cái nắp nhạo Nhật. Hai nắp nhạo Nhật là cái mã số 3. Mã số 4 đây em có 5 cái muỗng tàu, chiều dài trung bình của nó là 5 cùng kích cỡ luôn nha mọi người. Cái ngắn nhất thì 12, còn cái dài nhất thì gần 13 nha. Đây, muỗng tàu Bạch Định chuẩn cổ, đây một cái. Cái thứ hai đây, lành luôn. Còn cái thứ ba, thứ tư nó rất là lạ mọi người. Là cái thứ ba nè, ba cái muỗng tàu cổ lầu. Còn hai cái muỗng này á, nó rất là lạ nha, nó có cái mọc hờn men một điểm xíu này nè, nhưng cái mọc tàu mà. Đây là cái mọc chữ tàu chỗ này nè mọi người. Em không biết mọc gì nha. Đó, chỗ này mọc chữ tàu, hai cái mọc chữ tàu nè mọi người. Rất là hiếm, em mới gặp cái loại này luôn. 5 cái muỗng này em vô luôn với giá là 150.000 nha, 150.000 cho 5 cái muỗng. Mã số 4, mã số 5 em vô luôn hai cái bát rồng, cái nhỏ đường kính là 13.4, còn cái lớn đường kính là 14.2, 13.4. em coi tình trạng đây coi, có bị khờn men một cái điểm chút xíu chỗ này nha. Cái đầu tiên, cái thứ hai, tình trạng của cái thứ hai này là nó lành nha mọi người. Tình trạng của cái thứ hai này nó lành. Hai cái bát này em vô luôn với giá là 700.000 cho mã số 5. Mã số 6 đây, em còn 6 dĩa con bướm cuối cùng luôn. 21.2 dĩa hoa bướm. Đây có cái ta làm dấu nè, làm dấu của chủ người ta. Rất đẹp luôn mọi người, dạng nhuyễn luôn, sông bông đào, sông bé mà có con bướm. Những gia đình khá giả ngày xưa ta mới xài nha. Quá trời đẹp luôn mọi người. Còn giữ rất là tốt nha. 6 cái dĩa đẹp. Thời cao điểm thì bán cái dĩa này 100.000 một cái đó mọi người. Giờ chỉ còn có 50.000 một cái thôi. Mà lâu lắm mới gặp loại dĩa như thế này nha. 6 cái dĩa bông đào này em vô luôn với giá là 300.000. 300.000 cho mã số 6. Mã số 7 đây, ba cái ca Mỹ. Ca này không thấy năm nha, nhưng mà của US Mỹ. Em mới rửa luôn mọi người, mới rửa. Không có thấy năm nha, nhưng mà thấy chỉ US không à. Có một cái nó bị tì. Đâu rồi chứ, tì đâu rồi? Nè. Bị tì chút xíu cái này nè. Ba cái ca này em luôn với giá là chỉ 400.000 nha. 400.000 cho ba cái ca Mỹ, mã số 7. Mã số 8. 10 cái dĩa song long, chà bá bự luôn mọi người. Đường kính là 19.5, 10 cái rất là dày. Cái này là đổi lò nha mọi người, đổi lò. Rất dày và nặng luôn. Đường kính rất là lớn, đường kính lớn. 10 cái dĩa này em vô với giá là 350.000. Xuất sắc đẹp luôn mọi người. 350.000 cho 10 cái dĩa song long. Mã số 8.
mã số 8, mã số 9, một cái con đây, một cái con thỏ đựng tiền Biên Hòa xưa nha. Chiều dài của cái con thỏ này là nó 17 cm, tình trạng của nó là lành. Thỏ Biên Hòa xưa này đựng tiền này, đúng heo giống gì là đóng heo xưa đó mọi người. 200.000 cho cái con thỏ này nha, mã số 9. Mã số 10 em cho luôn hai cái bình trà đó, hai cái bình trà này nhỏ xíu mọi người, chắc một xị nước quá, 10.5 nó song hỷ nè mọi người, bình trà song hỷ em bán cho mọi người chơi bộ nha. Song hỷ rồi sơn thủy rồi tích ngự rồi nay thọ tiên tùm lum hết trơn mọi người, nhiều tích lắm. Đây là song hỷ nha, một cái. Còn cái thứ hai, cái thứ hai là nó có chiều cao là 13 cm, cũng song hỷ luôn, nó song hỷ luôn, lành nha mọi người, lành. Đây hai cái bình trà song hỷ nè, em vô luôn với giá là 300.000, 300.000 cho hai bình trà song hỷ mã số 10. Mã 11, một cái bộ trà đây, tết nhất là có bộ trà uống trà mọi người, một cái bình trà đây nè, phụng nè, long phụng nè, nó tình trạng của nó hả mọi người, à lành nha, lành. Một cái bình trà và một bộ như thế này nó xong, bé xưa đây, bốn cái chung và một cái dĩa luôn, có quay. Bộ này em vô luôn với giá là chỉ 350.000 nha. Đó, mua về là chỉ chăm trà sử dụng thôi, 350.000 cho cái bộ này là mã số 11. Mã 12, sáu cái dĩa tứ quý gần 17 cm, sáu cái dĩa, cái này nó hơi dên dên nha mọi người, ma lan cúc trúc đây ở trong là ngũ phúc, cuối cùng là thọ, ba cái đồ án trên một cái dĩa. Dĩa tứ quý, người ta gọi gì thôi, gọi dĩa tứ quý cho mọi người. Có một cái nó bị bẫy nhẹ chỗ này nè, sáu cái dĩa tứ quý này em giao luôn với giá là chỉ 200.000, 200.000 cho mã số 12. Mã 13, 13 đây, một cái bình, một cái bình bông 19.5, 19.5 là cái chiều cao của nó, một cái bình Biên Hòa, tình trạng của nó là lành. Cái bình này em giao luôn với giá là 150.000 nha, 150.000 cho một cái bình bông. Cắm hoa ông địa 150.000, mã số 13. Mã 14 đây, em có hai cái hũ voi nha, hai cái hũ voi xưa, chiều cao là 5 cm, còn cái ngoại rất là bự nha, 7 cm. Đây em quay cái 5 cm trước, tình trạng của nó là lành nha. Cái 7 cm là nó còn voi, ta còn sử dụng nè, nó có một cái đường thấp này nha mọi người, như thế này nè, nó chỉ bị gì thôi, vẫn còn sử dụng tốt. Hai cái hũ voi này em giao lưu với giá là 200.000 nha, 200.000 cho mã số 14. Mã 15, đây mã 15 em giao lưu, đây 10 cái dĩa siêu mini luôn mọi người, dĩa toàn dĩa hiếm không, nhỏ nhỏ là rất hiếm rồi. 9.5, dĩa chim qua, nó chút xíu và siêu luôn, ốp chung, nhưng mà cái chung cái loại chim qua như thế này thì tương đối hiếm hoi lắm mọi người, chung chim qua hiếm, rất là hiếm đó, dĩa thì càng hiếm, dĩa cũng hiếm mà cái chung là hiếm hơn nữa mọi người. 10 cái dĩa đó, siêu hiếm luôn. 10 cái dĩa chim qua này là mã số 15 này, em giao luôn với giá là 400.000 nha, 400.000 một xuất sắc nè mọi người, 400.000 cho mã số, cái này có cái phần nhẹ xin rành nha. Mã số này là mã số 15, 400. Mã 16 đây, em có 10 cái chén, 10 cái chén ăn cơm. Chén ăn cơm này là đường kính miệng trung bình của nó là 10.7, 10.8 nha. Giá rất là yêu thương, hàng xưa nha mọi người, chứ không phải hàng mới đâu, hàng xưa em quay vài cái cụ, vài cái thôi nha. Đó, chén viền vàng, nhưng mà cái này có gì không, đó chén viền xanh, xin lỗi mọi người, xưa nghe, 10 cái chén này đó, còn cơm được luôn, 120.000, 120.000 cho mã số 16 nha, 120.000 mã số 16. Mã 17 em giao lưu một cái nhạo, một cái nhạo chiều cao là 12.5, nhạo nai thọ tiên 12.5 cm, tình trạng của nhạo này nè, cái chốt này có một lát một xíu nha, lát phía dành ngoài thôi, còn cái này nè mọi người là cái điểm được thiếu men của nó,
Nói chung là tình trạng rất là tốt nha. Cái nhạo này hả, để coi kỹ lại xem. À mọi người ơi, nó có găng cái chỗ cái quai này nha mọi người. Ê bể bể con ơi, có găng cái quai này cho em bán giá 200 nha mọi người. Đây nó găng hai quai em đây nè, nhưng mà coi vẫn còn sử dụng rất là tốt, đẹp nữa. 200.000 cho mã số 17. Mã 18 đây, em vô luôn một chén con nai 11.8 là cái chén con nai đây. Đây là cái này nó bị lát một chút xíu cái này thôi nha. Con nai chỗ này nè mọi người. Đó. Ôi bể cha. Tình trạng nó là lành nha. Cái chén con nai này em vô luôn với giá là 250.000. 250.000 mã số 18 nha. Mã số 19. Đây một cái cô tô thành siêu bự luôn. 17.3 17.4 nha. Đây. 17.3.4. Uống nước coi. Này uống nước thì con rớt bây giờ đi nè. Chà bá bự luôn. Tình trạng của nó đem xem kỹ nha. Nó chỉ bị một cái điểm. Đó, chấm men chút xíu cái này thôi. Cái mã số 19 này em giao lưu với giá là 400.000. 400.000 cho mã số 19 của cô Lô Thành. Mã số 20 ha. Ê, bể giờ. Mã số 20 là em giao lưu một cái chén bắt bổ nè. Tại sao không cho ăn không vậy? 20. Một chén bắp bổ. 12.4. Đây 12.4, tình trạng của nó hình như nó có bị lỗi men, nó bị vẩy một miếng, người ta chấm lại xíu đây nè. Đó, bắt bổ đủ thứ cô bắt bổ cho mọi người. Đây là những cái bổ bói mà của Bắc Tiên đó mọi người. Cái này em vô luôn với giá là đâu rồi? 150.000 mã số 20, 150.000 ha. Mã số 21 em vô ba cái hũ nè. Hũ này không bắt thảo ngày xưa của Lái Thiêu mình nha. Đó. Tình trạng cái đầu tiên là em coi kỹ này, nó lành nha. Cái thứ hai này, cái thứ hai này nó cũng lành luôn mọi người. Còn cái thứ ba thì nó bị lát men chút xíu cái này, chứ trong nó bị lát chút nữa thôi. Ba cái hũ bắc thảo ngày xưa nè, rất là sâu tuổi. Ba hũ này em giao lưu với giá là chỉ 200.000 nha. 200.000 mã số 21. Mã 22. Đây có 4-5 cái khuôn bánh in. Khuôn bánh in ngày xưa. Đó. Rất là đẹp nha mọi người. Cái này tầm tuổi em trở lên đó mọi người, cũng 30-30 mấy năm rồi đó, rất là đẹp luôn. Nên người ta mua xài một thời gian, người ta làm kỷ niệm luôn rồi mọi người. Cái này xuất sắc nè, 5 cái khuôn bánh in xưa em giao lưu với giá là 400.000. 400.000 cho cái mã số 22 ha. Mã 23, một cái bình trà nai Thọ Tiên, trà bá lửa nha, có chiều cao là 14.5. Đây xuất sắc đẹp luôn nha mọi người. Đó, có cái bọc chỗ này nè. Tình trạng của nó mọi người ơi, cái nắp nè nó có bị vẩy men một chút xíu thôi chỗ này. Còn gì nữa không? Dạ hình như đây chỗ cái quai này nè mọi người. Mọi người thấy nó sẽ lát một cái điểm nhỏ xíu nè nha, nở chỗ này nè, lát phía ngoài nhỏ xíu thôi, ngoài ra ok hết nha. Đó, cái này em cho luôn với giá là 200.000 nha. 200.000 cho cái bình rất là bự nha. 200.000 cho mã số 23. Mã 24 đây, một cái tô bông tàu, đường kính miệng nó là 14.5. ở đây là nó có, nói chung là cổ tóc với mẻ hơi nhiều đó mọi người, tóc hai đường và mẻ là nó có mẻ một hai điểm, hai điểm phía trong và mấy điểm phía ngoài nữa nha mọi người. Đó, tàu chuẩn cổ nha. Cái mã số 24 này em vô luôn với giá là 200.000 mã số 24 nha. Mã 25 một cái tô xích bích. Cái này 17.6 được tương đối tròn nha. Cái tô này tương đối tròn 17.6 cm. Xích bích nha. Đây hàng chữ đây, cực kỳ hiệu đề 4 chữ. Tình trạng của nó hả, em coi đây, chỉ có bị một điểm ở lò, một lỗi men chút xíu này thôi nha. Rồi ra ok, cái tô này rất đẹp, em giao lưu với giá là 1.000.000 đồng. 1.000.000 đồng cho mã số 25. Mã 26 em giao lưu ba cái lò nghi gô. Có tình trạng nhẹ nha mọi người. Đó, có tình trạng hoặc mọt nhẹ nhẹ đó. Ba cái. Ừ,
ba cái lon Gigo này em giao lưu với giá là 200.000. 200.000 cho mã số 26, mã 27 ha. Thanh lý một cái bình trà con cá nữa nha. 14.5. Nắp này nó có 7 nha mọi người, nó có mẻ. Bình trà này là nó có đường tóc nè. Nhưng mà nó tích rất đẹp, tảo ngư. Một con, bên đây hai con nè mọi người. Cái bình này thuộc trong cái những dạng bình hiếm đó mọi người. Bình con cá thì mấy con cá ba đuôi này rất là hiếm luôn. Ở đây hai con, đây một con nè, nhưng mà nó có tóc nha. Cái bình này bán giá đề co thôi, 100.000, 100.000 cho mã số 27. Mã 28 đây, một cái tô cúc. Bữa nay có một cái tô cúc quá đẹp luôn. 13.7, còn cái này là 13.4, 13.5, nói chung là hơi méo một chút xíu. Nhưng mà tình trạng của nó là nó chỉ bị mẻ một phía chôn chút xíu cái này thôi. Nha. Men tràm còn rất là đẹp nha. Cái tô cúc này em giao lưu với giá là 550.000 nha, 550.000 cho mã số 28. Mã 29 đây, 10 cái tờ tiền. 5 hào. Hình như là 5 hào này 1980 thì phải. 1976. À có một tờ 5 hào. 5 hào 1176. Còn lại là 2 hào. 2 hào này là năm 1980. 2 hào 1980. Đó. 40 mấy năm rồi mọi người, 10 tờ tiền. Đó, gì tặng để bóp chơi cũng được nữa mọi người. 10 tờ tiền. Chỉ 100.000 thôi mọi người, 10 tờ tiền xưa. Chỉ 100.000 cho 10 tờ tiền. Mã số 29, cuối cùng là mã số 30 ha. Em giao luôn một cặp đun voi mini. Chiều cao là 11.5. Đôn vô trắng mini nha. Đó, cái này tôi lại thường tôi lấy một cặp trước nhà nè mọi người. Đó, ở trên đó. Cây cột trước nhà đó, một cặp này lần nha. Cặp đôn voi này, mini này em giao lưu với giá là 250.000. Mã số 30 với giá là 250.000 ha. Mọi người yêu thích món đồ xưa nào thì liên hệ qua số điện thoại chốt đơn duy nhất là 0948851135. Đơn 500.000 sẽ bao ship và khách mới thì vui lòng cọc 200.000 nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ chai miền Tây nha. Xin chào và hẹn gặp lại.